không xem nha, có mở không nào? Bảo anh em chúng nó xem thì cũng được thôi, thằng Quý hoặc là cái Thủy nó xem được, xem thử xem nó có mở không. Ờ mẹ mờ thì này là vấn đề đấy. Ông nào xem thì xem nó có mở không nhá. Mấy ý kiến của các ông ấy bảo là mờ quá. Định nói về vấn đề là mở cửa hàng hoa để kiếm thu nhập cho các ông, nhưng mà rồi à, nó toàn bị cái kiểu, video nó mở. Bật wifi thì nó xuống đến kia là nó mờ tịt đi. Xem nó có mở không? Đây khế đây. Cây nội thất thì thực ra là ở trong kia, nhưng mà kiểu mình không chuyên ngành về cây nội thất. Đấy, bán thì nếu mà ví dụ như nhập Trung Quốc và các thứ ấy, với cả nói chung nếu mà như kiểu cây nội thất thì tôi chả biết chất liệu gì để tôi nói. Đấy thì quay cái cây ngoài trời này thì gọi là cây ngoại thất ấy, thì chuyên môn của tôi thì nó ấy hơn. Đây là cây khế này, gọi là cũng văn nhân túi bụi này. Xem có mờ không? Xem video có mờ không? Đấy, mỗi tội là nó đang thiếu quả. Đây xong cái này, cái mặt này của nó chắc là đẹp hơn này. Đấy, thả tay này. Đấy. Có cây nào mấy lít không bác? Mấy lít à? Mấy lít thì khéo các cái hàng bé bé ấy. Nhưng còn các cái hàng này là hàng to tiền đấy. Các ông xem video có mờ không nào? Các cái hàng bây giờ thu nhập nó cao rồi, cho nên mấy lít của các bạn thì thực ra là bằng một ngày trời làm thì nó là những cái hàng bé bé như tầm mộc miếc các thứ này. Đây này, mộc miếc các thứ này này. Còn bây giờ toàn cây to xong rồi ấy ấy. Mạng bác nát mà lắm á. Mà lắm thế thôi, chắc là do là lúc nó tải video lên ấy. Bây giờ nó đang tải video lên ấy. Cho nên không ấy ấy. Tôi để hẹn mọi người ở một dịp khác nhá. Bây giờ nó mạng nó mờ như này thì làm được cái mẹ gì. Quay cho công nhìn không ra ấy thì... quay cho các ông nhìn không ra thì xem cái gì? À lét rồi à? Đấy, vừa bảo là thôi không quay nữa. Quý ơi. Đây đây đây. Quý ơi. Quý ơi bán hàng đi nhá. À, xin đây này, quay xuống cái này này, định cho các ông xem đây, kể cả cái hoa giấy hình thỏi vàng này này, xong rồi khế này, con khế văn nhân này cũng đẹp này. Nhưng mà phải mở lét cơ. Chứ còn nếu mà mờ là tôi dỗi tôi không quay nữa đâu. Đây này, cái khế này cũng rất đẹp này. Đấy, khế này. Đấy, khế này. Đấy, các ông bảo là cái gì cũng thế. Này, con khế này đẹp không? Mỗi tội là đang ấy quả. Đây không phải phụng công. Đây là cái đường 379. Đi từ dưới tỉnh Hưng Yên lên Hà Nội. Đây này, khế đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Mỗi tội là con này là chưa đeo quả thôi. Anh bảo anh Quý có thanh lý cây không anh? Mẹ tầm này thì cái gì nó chả thanh lý. Đây này, còn thỏi vàng này. Tầm này cái gì nó chả thanh lý. Tầm này cái gì cũng phải thanh lý. Có mỗi những cây cây ưng ấy. Như bọn hoa giấy này nếu mà không bán được là nó lại cẩu về. Nó cẩu về dưới vườn ở ngoài lại ốc của cái đường ngoài cái kia. Nhưng mà mặt bằng ở đây cái chi phí nó cao, xong rồi người ta đi đường thì rất là nhiều. Trai xinh gái đẹp thì rất là nhiều, nhưng mà cái nhu cầu mà thằng em nó bảo ấy, em đây em đầu tư ở đây là 2 tỷ. Em lỗ con bà nó tỷ 3. Bây giờ chỉ cần thu về 700 là được. 700, nhưng mà có phải là ai cũng có tiền để bỏ ra đâu. Phải tầm cứ anh Hoạch là anh ấy sẽ môi giới được những cái kèo ý. Chứ còn đây cả Mai Xanh này. Mấy anh em nói chung là ở ngoài này thật cũng phải hơn cũng phải tầm 15 rồi. Đây là Mai Xanh đây này. Tôi cũng có bảo với các bạn là Mai Xanh là làm thành vòm mấy các thứ này. Đấy, cho các bạn chiêm ngưỡng nhá. Cho em xin giá cây khế à? Thế phải bảo con thằng kia. Nhưng mà thường là bọn này bây giờ nó cứ inbox với các ông ạ. Thế cho nên là thôi thì các ông cứ inbox vào trong ấy, xong rồi bảo cái Thủy nó chụp ảnh cho à. Bọn này bây giờ kể cả tiền bạc cái mặt băng bảo 700 triệu này gồm những cái gì. Nó bảo phải về đây. Bán nick Facebook cũng thế. À, bán cái hội nhóm ở nhóm Mộc Hương Tam ở Hương Quê. Thằng em Quý nó cũng bảo là thôi thì là nếu mà có muốn mua nick Facebook của tôi thì cứ phải về đây. Chứ còn làm ăn trên mạng bây giờ các đồng chí lại lấy mẹ nick của tôi. Đây là hình trái tim. Hoa giấy hình trái tim nhưng mà nó chưa uốn được. Đấy, quay cho các ông gọi là chơi chơi chứ còn nó không phải là cái chuyên mục bán hàng. Còn ông nào mà có thiện chí mua bất cứ cái gì trên đời ấy thì là đấy, bảo cái Thủy nó chụp ảnh cho à.
Đây còn mộc hương đây này. Đây. Con chó kia là này. Làm gì đây? Hoài cả chó làm gì đây? Nó lại nhìn mình. Đây còn cây này, cây mai mai tứ quý. Đây cho các ông này đi vào lòng vòng quanh mấy cái vườn của anh em chúng nó nhá. Đấy, bán là bán được tất cả. Đây hoa cây này là mẫu đơn này. Mộc khủng á? Mộc bây giờ thì đây cây này, cây khế này. Cây khế này là nó thích lắm nhưng mà tôi cũng chả thấy nó đẹp ở đâu. Có mấy cái tay nó xà xà xong bây giờ nó mới bắt đầu làm lại cái tay ấy. Con này cốt cách thì tôi thấy nó cũng rất là tầm thường, nó bình thường, nói chung là bình thường. Nhưng anh em chúng nó cứ khen đấy khen để mà thằng này nó đăng video cây khế này mấy lần đi thì nào. Đây này. Tức là về là anh em chúng nó cắt nhá. Xong bây giờ mất bao nhiêu thời gian là nó về nó ấy những này. Nuôi những cái tay này. Xong bắt đầu là thuê thợ. Chứ bản thân thằng em quý có lẽ là không nó không vít được như này. Đấy nó phải thuê thợ. Đây. Đấy nó nuôi những cái tay này. Như thế này tôi cũng không nhớ là bao lâu rồi nhưng hình như là cũng phải rơi vào tầm 2 năm rồi ấy, cây này này. Không nhớ. Bây giờ các ông nhớ là các ông bảo là lấy từ về từ bao giờ mới trồng từ bao giờ thì tôi cũng không nhớ đâu. Đây mua cái này là dây thép này. Đây này, cái dây để uốn cây ấy. Đây. Dây này. Dây đồng chứ nhỉ? À dây này dây đéo gì? Đây đéo phải dây đồng, đây là thép đúng không? Đây. Từ lúc mà cây nó chả có tay tiếc gì, bây giờ nuôi tay xong rồi bây giờ là kéo dây thép hay dây kẽm này. Cây này tưới nước hoa chưa bằng phi cái đéo gì? Dây nhôm à? Ừ dây nhôm à. Ừ. Đấy, nhiều ông rất giỏi nhá. Mình đây thì nói thật ra về cái chuyên mục dây nọ dây kia mấy cả bonsai bên siếc là tôi cũng không hiểu đâu nhưng mà đấy, nhiều ông xem phát biết ngay dây nhôm. Mình đây bảo dây đồng nhưng mà đây nó trắng như này thì không phải đồng, đúng nhôm nhỉ? Nhôm đúng không? Mềm đấy nhá. Đây này. Đấy. Mềm để uốn cây ấy. Đấy, nó mua cái loại này bao tiền này? 700 của em nó là tiền mặt bằng này. Đấy tôi quay sơ cho các bạn đây này. Nó là 7 sào ấy. Còn cây cối những cái cây đắt tiền này không ấy được. Đấy, những cái cây đắt tiền như này là nó phải giữ lại, nó thà phải lại tha về chỗ khác. Đấy, còn khế đây. Nó bao nhiêu các thứ cũng giá trị phết đấy. Đây cả hồng xiêm này. Hồng xiêm đây là nó bao nhiêu thân này? 2 4 5 thân. 5 6 thân. Bàng Đài Loan gần đây là cây ngọc bút. Ngọc bút hay cái mẹ gì đây? Đây đưa kể cả cái bưởi này. Đấy. Bưởi dành cho các cái đại gia này. Kể ra là mặt bằng cũng được nhưng ở đây kiểu tôi bảo nếu mà mở cửa hàng hoa ấy hoặc vườn hoa ấy, các bạn xa là xa hẳn ra. Nếu mà nó loanh quanh ở đây thì mà anh em chúng nó toàn là gọi là cũng có thâm niên hàng bao nhiêu năm trong giới rồi. Các mối quan hệ ở trong giới cho nên cái nguồn cây có thể một là tự sản xuất ra, hai là lấy lại của các anh em khác là cực kỳ rẻ. Kể cả nó ấy những cái cây mọc này không phải là lấy vào lúc đắt đâu, mà là lấy vào cũng là giá hợp lý. Bây giờ giá nó có rẻ đi thì những cái hàng mọc này có phải là ở ai cũng có đâu. Ông nó còn làm tán được như thế này. Đấy, nhưng mà cái chính là ở tôi ấy. Ở tôi nó là cái chợ hoa. Cho nên xa thì xa hẳn ra. Còn không thì phải làm những cái sản phẩm mà nó không phải ai cũng có. Đấy để nói chung còn cả cái mối quan hệ nữa. Còn ra đây để cho các bạn xem cái vườn của thằng Tony Thắng. Thắng này là em của thằng bạn tôi. Nhưng mà cuối cùng là nó là em của thằng bạn mình nhưng mà nó cũng ông tôi với mình hết. À thằng này nó mở tiệm trà chanh nữa cả. B52. Rồi các bạn xem mặt bằng này. Làm cái vườn cây bonsai này chỉ để bán trà chanh thôi. Đến cái chỗ này là chuẩn bị hết video rồi đấy. Đây cũng dây kẽm với cả dây nhôm như các thứ này mít này. Đấy, mít này. Vườn này ở cái đường 379 này. Đi từ dưới thành phố Hưng Yên đi lên đây. Đây. Ui con này bay kinh không? Bay túi bụi luôn. Con này bay ra đây như thế này là nó phải bay ra bao nhiêu mét nhỉ? Con này đẹp đấy. Đó, vườn ở đây cây của thằng này nó rất đẹp. Này. Con này bay tứ lung tung rồi này. Này. Nó thêm cả cái sắt kia cho nên nó bay nó càng dài. Con này gốc nó to. Xong rồi bay như các bạn nhìn này. Nó bay ra để tôi bước chân xem tôi ước lượng từ chỗ này ra chỗ này thì nó
Nó bay bao xa là 1 2 3 4. Nó phải bay ra 5 mét. Con này phải bay ra 5 mét. Này, có ông bảo quay ấy này, nó phải dưới này này, hất lên này. Đường đôi Eco Park. Nói chung là em này mấy thằng bạn này là nó mở vườn ra nó nhiều mục đích lắm. Thứ nhất là các cái mối quan hệ của nó. Xong rồi cái thứ hai nữa là đây là cây vú sữa này. Ông bạn nào bảo là vú sữa, quay cây vú sữa đi, thị vú sữa này. Vú sữa cũng bay loạn xì ngậu này. Nhìn thấy vú sữa chưa? Đấy, bay chưa? Cứ bảo quay, à ông kia ông bảo quay trứng gà. Quay trứng gà. Bảo là qua Zalo nó gửi ảnh cho. Đây, sung đây. À đéo phải, đây là đây là lộc vừng. Lộc vừng. Đây. Lộc vừng. Đấy, toàn những cây tuyển thôi. Nếu mà tôi bảo mấy cả cái anh em như này mở vườn mà chỉ để bán cây thì bây giờ nó mệt. Đáng nhẽ cái con này nó phải vặn lên như vậy, sao nó con này xà xuống à? Con này tưởng là bay ngang như này thì đẹp. Hóa ra cái này phải xà rồi. Đấy, tao làm cho nó đẹp cho. Đấy. Đấy, nó phải ngọc lên như này chứ nhỉ. Đéo biết làm. Tay này này, à tay này không, tay này phải xà xuống thật. Thôi để cho nó giữ nguyên hiện trường. Không, con thằng Thắng này nó cũng khó tính lắm. Nó cũng như thằng em Quý. Đấy, đấy giữ nguyên hiện trường. Câu về vẫn có thể ấy được mà. Con này là con đéo gì nhỉ? Lộc vừng. Ông nhiều ông đéo hiểu gì lại bảo là thế đây là cây mà nó cứ gọi là con. Tại vì đối với bọn tôi mà nói này, những cái gì mà nó động đậy, nó sinh ra lợi nhuận theo từng năm. Xong rồi lấy nó 2 triệu về có thể bán 4 triệu thì là nó động đậy. Còn đối với các ông mà mua cây này mà 30 triệu về lại chỉ bán được 28, chơi sau 1 năm lại chỉ bán 15 triệu thì tự nhiên lỗ mười mấy triệu. Là tại vì các ông chơi thì nó là cây. Còn đối với bọn tôi những cái loại mà nó ngoại như này, mua về 30 là bán mẹ từ khoảng tầm 50 cơ. Nó ra tiền theo hàng năm. Thì người ta gọi là con. À, nếu mà ông nào ông buôn xe máy thì khéo ông là gọi cái ô tô mấy cái xe máy là cái con ô tô này bao tiền. Đây, còn cây cây này là cây bỏ mẹ gì nhỉ? Cây này cây cóc. Nhìn mãi mới ra này, cóc này. Đây, cho các ông nhìn tổng thể. Cho nên là đừng ý kiến nhá. Tại sao mà chúng nó cứ bảo là con cóc này bao tiền mà không phải là cây cóc này bao tiền? Tại vì với bọn tôi thì những cái này nó ngọ ngoại. Con này là con quả trứng gà. Mỗi tội đéo có quả. Bây giờ còn ghép cái loại trứng gà 4 mùa cơ. Đây, cho các bạn xem cây cóc nha. Còn xác định ở những cái loại như thế này là nó đắt đấy. Không phải là cái loại mà có rẻ rẻ đâu. Nhìn cái chậu mấy cái đôn mấy cả đặt vào cái khung cảnh như thế này là nó đắt đấy. Không phải là tôi phải vào cảnh báo nguy cơ cháy rừng trước. Đấy, hôm trước là các ông nào đắt cho nên là gặp những ông nào mà nó nói chung là nó ở cái giai đoạn mà gia đình không có gì ngoài tiền. Nói chung là nó cũng hợp lý. Ở cái nàng hoa cây cảnh này nó không phải là cái dạng gọi là ảo, nó ngáo giá đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng thuộc dạng là phải kén người chơi. Đây là cây Nekiba trứng gà này. Nhưng mà làm cái này là không phải rằng làm dạng thế. Làm cái này gọi là cái như kiểu cái bàn trà ấy. Đây, cây này mới là cây thế này. Cây này mới là cây thế này. Đấy, nó có cái tử ấy. Ra làm cốc bia. Từ từ đã, từ từ em ấy đốt mấy cái ấy cho anh em chúng nó đã, xong rồi đi ra đây. Nhưng mà hôm nay cũng hơi ấy, là tí lên xem anh em chúng nó có cái gì đẹp như thế để bảo cây vớ vẩn. Đây. Nói chung là thằng Thắng này nó bảo cái đẳng cấp nó cao cấp hơn là mấy anh em chúng tôi. Đấy, cho nên là đôi khi là nó có thể bán được những cái cây mà anh em chúng tôi bán 10 triệu, nó có thể bán được 12 triệu thì chả việc mẹ gì, nó phải bán 9 triệu mới 10 triệu cả. Mấy cả những cái cây của nó cũng đẹp mà. Nó là quan hệ, nói chung là các đối tác thì cũng rất nhiều những cây lằng ngoằng. À, đây là cái loại gọi là vú sữa. vừa câu được con chép gần chục cân. Ông câu được con chép, ông vào đây ông khoe.
cứ như kiểu là câu được chép mà không lên like của người khác nói là người ta không biết. Nhưng mà mình nói thế từ sau là ông ấy không biết bình luận cái gì đâu, hết đầu lại đây này. Đấy, vú sữa đấy. Kể ra có thời gian bán cũng được. Đây là mộc hương bonsai này. Đấy, mở vườn ra nó có nhiều dụng ý lắm. Chứ nếu mà mở vườn ra mà chỉ bán cây thôi thì có lẽ ở địa phương các bạn thì nên theo cái mô hình này này. Gọi là mô hình vừa chơi vừa kiếm thu nhập ấy. Con này con mẹ gì nhỉ? Thị à? Đúng không? Thị hay cái đéo gì đây? Cũng bay lung tung này. Con này là mới ấy, chưa ra. Để tôi xem nó là cái con mẹ gì nào. Thằng em nó, à thằng này nó vừa mới nhượng quyền lại của ấy rồi. À đây thì cũng vú sữa này. Đúng không? Đây vú sữa này. Mẹ năm nay sao chúng nó nắm vào lắm vú sữa đây. Con này cũng đẹp này. Lộc vừng. Vú sữa. Đây cái lá như này là lá vú sữa này. Sao xoài nhà anh đậu quả rồi mà cứ dùng hết chú. Phải ra các cái cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật đi. Hỏi người ta cái thuốc để nó đậu quả ấy. Kể cả nhãn cũng phải phun cơ mà. Mẹ con mít này lòng hoàng thế nhỉ. Mít này. Nhìn tay này. La. Điên rồi. Con đi mà la. Cây này mà bảo la. La nói thật ra là tôi cũng chưa nhìn thấy cây nào to như này. La. Đây này. Phải nếu mà các loại cây mà nó ra hoa xong rồi nó muốn nó đậu quả nhiều ấy thì ở các cái cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật nó vẫn có cái loại thuốc mà thuốc dùng để phun để cho nó đậu quả cho cây ấy. Đậu quả cho cây ấy. Ơ con này mấy con này hình như gần một đôi này. Nhưng con này đẹp hơn. Có quả nhá. Nhãn cũng thế mà, nhãn phải phun thuốc đậu quả cơ mà. Không phun là nó rụng nhiều. Con này cũng khá trừu tượng ấy. Mỗi tội quả thì nó kiểu đéo gì ấy. Quả nó hơi ấy này. Đấy. Anh em chúng nó đang làm mít bonsai nhưng mà cái dáng thế nó lung tung lắm. Con thằng dở hơi nó bảo là mít bonsai của tao cũng to hơn như này cơ. 300.000 một cây. Mày về đây xong rồi quay lên xong rồi bán cho anh em chúng nó vui. Ôi rồi ôi. Này hồng xiêm thế này. Này hồng xiêm này. Thật thà thì thực ra là à đéo phải hồng xiêm. À, hồng xiêm sao này nó lại treo quả đéo gì đây. Ơ thằng dở hơi. Treo quả này là quả ấy đấy chứ. Thằng này rất ảo này. Nửa. Quả này là quả ấy đéo gì chứ có phải hồng xiêm nào. Quả trứng gà này. Thằng này đẻo nhảy. Treo mẹ cái quả trứng gà trên cái hồng xiêm. Chỗ này ở gần Văn Giang mà. Đây là cái hồng xiêm này nó bịp mình. Con này có cái tay bay. Nó cách treo quả. Đây là treo quả Negima. Đây là quả vú sữa. Điên à Negima. Hay là vú sữa nhỉ. Đây mọc bonsai đây. Nó gần Văn Giang cách khoảng mấy cây. Đây nếu mà khế này là khế Bắc này. À khế Nam này. Khế này khế Nam này. Cho nên là khế này hôm trước tôi có nói với các bạn rồi. Nó cứ già là nó lắc. Nó cứ tuổi là nó lắc ấy. Đấy, đây này. Tay tiếc nó cũng lắc liếc các thể loại. Anh Tài bảo ra đấy ngồi chơi rồi. Đấy, có cây gì có quả mà dáng nhỏ đẹp trồng sân thượng không? Mình sẵn chậu 1m x 1m cao 60. Đây, bonsai này. Trồng sân thượng này hoa hồng. Bảo cái thủy nó gửi cho. Tôi bây giờ làm các cái công tác của gọi là nói về cây mới cả kích cầu thôi chứ còn đôi khi những ông nào mà ở gần đây ấy hoặc bản thân các bạn kể cả Yên Bái hay là các thứ ấy cũng nên về cái nàng hoa cây cảnh này một lần hai lần xong rồi mua cây xong rồi từ lần sau là biết thế nọ thế kia rồi thì mua online hay mua gì cũng được. Đấy mộc mà làm ấy đây cái mộc ở đằng sau là vẫn của mấy anh em chung đây. Đây các thể loại đây. Nói về tí là nói về cái hồng. À cái gì nhỉ. Bưởi nhá. Con này là con xoài. Theo cái dáng này đéo biết là dáng gì luôn. Dáng này chỉ có để phục vụ cái ông nào bọn trẻ con nó lên kia hoặc là ai đấy lên kia mà ngồi. Đấy ngồi ấy nhỉ. Chứ còn cái kiểu này thì đúng là đéo hiểu tại sao mà tự nhiên có cái xoài kiểu này nhỉ. Xoài như này thì không hiểu luôn này. Ngoài tự nhiên làm gì có à.
tường vi đầy. Tí nữa thích cô quay cho cái tường vi lục bình, nhưng mà chắc phải tầm chắc là phải tầm một thời gian nữa. Còn đây là cái vú sữa hoàng kim này, đang hoa đang quả này. Đây là mai xanh này. À, đây là bưởi này. À, bưởi đấy. Đây là hoa giấy này. Đây dành cho các ông không biết, đây là cái vú sữa hoàng kim đang hoa này. À, vú sữa vàng ấy. Vú sữa vàng, vú sữa hoàng kim. Đang hoa đang quả và quả đỏ. À quả vàng. À, còn khế này. Bưởi này. Đấy, về đây được thì tốt. Mít này. Còn khách hàng của tôi thì toàn khách ở trong Nam với cả khách quốc lộ 14 thôi. Hoặc những cái người người ta rất là nhiều tiền. Người ta không có thời gian để người ta đi người ta nghiêng ngó. Mẹ mua một cây kéo người ta phải đi, người ta phải đi khoảng tầm chục vườn. Xong người ta khảo giá, xong người ta người báo 1 triệu nhá. Ví dụ tôi trên này tôi báo 1 triệu nhá, người ta phải về đây này. Người ta đến một vườn nữa bảo là có 800 thôi này. Xong người ta còn đi còn phải lùng còn chán. Thế là người ta mới mua được một cây. Đây còn vú sữa này. Tôi cho các ông nghỉ nhá. Để tôi đi xem là cái liệu của thằng dở hơi kia nó hoa thế nào, xong rồi cho các ông xem. Đây đây đây. Đây cái gì nhỉ? Cái bưởi nó cũng rất là ấn tượng cái này, cái bưởi mà bưởi ấy trồng công trình ấy. Nhưng mà phải đợi đến hôm khác. Hôm nay ở đây định nói về các cái vấn đề mà anh em chúng nó hỏi ấy. Nhưng mà thôi, để hôm sau. Hôm nay là cái năm nay là đấy nhiều anh em bảo. Hôm nay là cái năm nay là đấy nhiều anh em bảo ấy. Nó qua cái thời kỳ hoa hiếc rồi ấy. Kiểu hoa cái cảnh ấy. Thế là năm nay là các anh em chúng nó cứ mang những cái loại như kiểu là cây xoài này. Hàng bonsai nhưng mà hàng ăn quả. Còn trong cái thâm tâm của tôi thì nói chung là cây như thế này thì chơi cũng được. Rồi tay tiếc này. Nhưng mà ở đây mà để mà ấn tượng thì chắc là cây này này. Cây này mấy cây này cũng được này. Cây mít này cũng được này. Mấy cả cây này này, cây lộc vừng này. Có mỗi cái tay kia là tôi đã vặn lại rồi, nhưng mà sợ thằng con thằng Thắng nó có tính thế là lại phải vặn giả lõ. Đây cho các ông xem bên này nhá. Thôi tốt nhất là tôi chả biết là theo các ông thì để như này đẹp hơn hay để như này đẹp hơn nhỉ? Để nó phải ngang ngang như này. Đấy, nó phải xè xè. Mà thôi cứ để một cái là tay xòe tay cụp. Theo quan điểm của cả hai. Quay tiếp đi. Quay tiếp đi. À, đi kiếm ăn chứ còn cứ quay như này thì có phải trên TikTok vớ được những ông mà bỏ tiền trăm triệu để mua cây đâu. À, con này nếu mà để cho các bạn ngoài thực tế thì các bạn nhìn thấy đẹp hơn. Lúc đấy nó để xà xuống đúng không? Tôi để xà xuống theo ý nó. Đấy, xà xuống như này. Nhưng mà thực ra cái loại này nó phải cong như này này. Nó phải hướng ánh sáng mặt trời. Đấy. Thế này, lộc vừng thế này. Đấy, lộc vừng đấy. Con này đẹp này. Con này tay tiếc của nó hoàn thiện rồi này. Nhìn chưa? Còn thiếu mỗi cái là có hoa thôi. Hoa mới quả. Thì đáng nhẽ bình thường nhá là đây ở cái chậu cũ của nó này. Tôi góp ý chỗ này nhá. Tại vì thằng này nó không biết. Bình thường á, người ta để đất ở đây thôi. Còn cái đất ở đây này, người ta không cho đất vào đây. Các ông hình dung chưa? Người ta chỉ để đất đến đây thôi này. Xong rồi cái chỗ này là người ta chát xi măng. Người ta xây thành cái vách ngăn ở đây này. Xong rồi người ta thả cá ở đây này. Người ta thả nước ở đây, thả cá ở đây này. Hoặc là người ta cho nước đi dọc theo các cái rãnh này. Thằng này nó đéo biết gì, nó mang vào đây xong rồi nó cho hết đất vào đây. Các ông hiểu chưa? Kể cả vừa rồi là quất năm ngoái ấy, nhiều anh em cũng làm kiểu này. Tôi thấy như thế nó đẹp hơn. Tức là người ta sẽ xây cái ấy này. Quất thì kiểu nó không chịu nước ấy. Còn nếu không các bạn không xây thì các bạn có thể là chỗ này không cho đất vào nữa. Các bạn thả nước vào. Xong thả cá hoặc thả cái gì đấy là kiểu mình thích cái kiểu ý. Còn đấy là tùy các ông. Còn như nó là nó mua như này rồi. Đấy, nó mua như này xong nó sang chậu thế là nó cho thêm đất. Kín bố nó chậu. Kiểu bình thường ấy. Tôi nói đồng bào đéo hiểu gì. Tức là bên chỗ này là không cho đất. Bên chỗ này là thả nước. Thả nước không thích thì thả cá. Xong rồi làm tiểu cảnh. Xong rồi chùa, đình chùa, miếu mạo. Xong rồi ông nào mà hâm mộ cái môn karaoke thì có thể là đắp cái quán hát mấy cả các thứ này. Mấy cả tầm quất người mù ở đây này. Đấy, cũng không phải là tiểu phu đốn củi hay là ông lã vọng câu cá đâu. Mà tùy theo sở thích của các ông. Các ông thích kiểu tay vịn hoặc karaoke hoặc tầm quất người mù. Thì các ông mua cái tầm quất người mù xong rồi ba bốn cô quan họ Bắc Linh đấy là đặt ở đây này.
Em xong rồi đấy, có thêm ông Nã Vọng hoặc là Lâm Sung đánh hổ hay là gì đấy, đắp đắp ở đây này. Xong rồi rêu riếc lên. Còn ông Ẻm này là ông ấy là ông Ẻm là cái thẩm mỹ là ông em Ẻm mua cây xong ông Ẻm về xong rồi cho đất hết. Còn đấy bây giờ kẻ quất ấy, quất nhưng kiểu quất nó không chịu được nước ấy. Là bình thường cái chỗ đất này là không ấy, mà anh em là xây một cái vách ngăn, xây bằng bằng xi măng này này, để ngăn cách chỗ nào có cây có đất với cả chỗ nào có nước ấy, xong người ta cho nước vào đây. Còn với lọc vừng thì lọc vừng mới sung ấy, là không cần. Thế nào góp ý theo cái tinh thần xây dựng nhá. Thắng có nghe được thì đừng có giận nhá. Xong rồi cây mẹ gì nữa nhỉ? Đây cây cây này cũng đẹp này. Cây cây Nekima này cũng đẹp, nhưng thôi. Thôi thôi để cho các ông nghỉ đi. Tôi bảo nghỉ rồi. Đây cây mít này cũng đẹp, nhưng mà mít này kiểu tay tiếc nó rối quá, hơi rối nhỉ. Thật. Mình thích cái kiểu đơn đơn như này thôi. Cây cây mẹ gì của thằng cu em cũng đẹp. Cây cây khế ấy, khế lúc mà tôi quay cho các bạn ấy, tay nó quá hoàn thiện luôn. Đây là anh em chúng nó bảo là đây là văn nhân. Đấy, cái kiểu văn nhân. Để hôm nào mà nói chung là nó có quả kia các thứ cơ. Như thế này là nó cũng, đây này có con này cũng đẹp này. Con này giống cái con khế lúc nãy. Thế cho nên quay, vừa quay cái khế ông kia ông cứ bảo là xin giá. Nhưng ở đây cái kiểu mà giá ấy à, giá những cái tác phẩm này nó cũng mình nói lên mà không nói giá thì các ông còn xem. Mẹ rồi nói giá lên chúng nó toàn bảo là bán cho chó mấy cả. Của nhà mày tất. Cứ như nhà mày có cây. Quay lên một cây, ví dụ giả sử một cây mít này chẳng hạn. Mà có bảo tiền nọ tiền kia thì chúng nó bảo là nhà tao có cây to gấp 20 cây của mày, mày có mua không, tao để cho 500 với 1 triệu. Trong khi mít của chúng nó có phải như thế này đâu. Ơi. Mít của chúng nó có phải như thế này đâu. Cho nên là không nói giá vì một phần là như thế, cái thứ hai nữa là để cho các ông xem thôi. Nhưng còn để hôm nào bán hàng thì tôi sẽ nghiêm túc sau, nhưng mà thường là bán hàng nó cứ kiểu đéo gì ấy. Bán hàng thường là quay cái mít này nha, là chúng nó cứ mẹ bán cho chó, rồi chỉ có chó mới mua. Xong cái đéo gì ấy, quay bất kỳ cái gì. Không nói giá thì các ông còn bảo khen đẹp, nhưng mà nói giá ra là các ông toàn chửi lại thôi. Đấy, mít nó sẽ bảo nhà tao có cây to gấp 20 lần, mày có mua không. Thì cái mít của nó là cái kiểu này, có được cái cất tay được như thế. Hiểu chưa, mít với các thứ toàn kiểu này. Tôi cho các ông nghỉ nhá. Tôi đi tôi kiếm ăn tiếp đây. Có cái gì hay hay thì tôi định hôm nay là sẽ nói về cho các bạn. Là nhiều bạn vẫn cứ hỏi tôi là em muốn khởi nghiệp, em muốn mở cửa hàng hoa cây cảnh với cả mở cửa hàng cây công trình. Mấy cả ở địa phương em là em định làm cây công trình như này thì theo anh có được hay không. Thì tôi bảo được, nhưng mà cái quan trọng nhất là ví dụ như ở đây thì là anh em chúng nó bị cái mở mặt bằng nó to quá ấy. Xong cái nữa là nó gần làng hoa cây cảnh quá. Xuống đây một phát là chưa biết đắt rẻ thế nào, người ta đã nghĩ là ở đây đắt hơn cái làng hoa. Mấy cái thứ hai nữa là cái việc là bị mấy năm dịch ấy, cho nên có trụ được hay không ấy. Chứ còn thực ra là mở như thế này là kiếm được. Nhưng mà theo tôi thì các bạn nếu mà ở xa thì càng kiếm ác. Rồi các bạn là Hà Tĩnh hoặc là các cái nơi xa xa ở làng hoa này, ở đây những cái cây này còn bán được. Mẹ những cái hàng bé ấy, những cái hàng đại trà ấy, ở đây người ta cứ bảo là mẹ bọn này nó lại lấy của Văn Giang hay thế nọ thế kia.